cái đoạn ngược lại ở đây của chúng ta ở phía sau lưng này thì chúng ta sẽ đổ ra cửa biển. Ở đây chúng ta ra cửa biển là khoảng hơn 50 cây là tới nơi ạ. Và nếu chúng ta đi ra biển Vũng Tàu thì chúng ta cũng đi cái đoạn sông này, đi thẳng về phía trước đó thì chúng ta đi khoảng hơn 130 cây là tới Vũng Tàu ạ. Dạ, và cái đoạn sông này của chúng ta ở đây có tổng chiều dài là 4.200 km và khi đổ vào Việt Nam thì chỉ có 220 km thôi ạ. Dạ, và cái đoạn sông của chúng ta ở đâu của chúng ta ở đây thì mỗi ngày thủy triều lên xuống 2 lần. Và cái mực nước, dạ thì khi mà nước thượng nguồn ở trên Campuchia đổ về đây thì ở đây là nước ngọt, và khi buổi tối thủy triều dâng lên cao thì cái nguồn nước ở ngoài biển sẽ đổ vào và đó là nước mặn. Dạ thì hai cái nguồn nước ngọt và nước mặn hòa lại với nhau thì ở đây chúng ta có nước lợ ạ. Dạ, cho nên thành ra gái miền Tây ở đây tụi con là nước da giống như cái mèo nước sông vậy. Rất là đẹp, họ cán ở đây để thành khuôn, rồi là đây khi mà họ nhấc ra là họ nhấc ra đấy, cái kẹo nó dài như thế này tí và họ sẽ cắt. Đây sản phẩm thành kẹo và họ sẽ đóng gói. Đây họ đóng gói vào dây. Và cuối cùng là họ đóng từng bao. Thank you.
Đây là thông tin về tất cả của hãng kẹo dừa và họ vừa mới sản xuất và tôi đã từng giới thiệu với công ty khán giả. Và đây là tất cả những cái sản phẩm đã được bày bán ra quầy để cho phục vụ dân tiêu dùng và khách du lịch. Rồi những cái bàn tay xinh xắn của những cô gái duyên dáng phục vụ các cái khách du lịch. Và đây là một chú chăn nuôi đã được thuần hóa. Em trai lên không? Và họ đeo lên trên cổ. Đây đây lại lên. Họ nói rằng là đây là chú chăn là chăn đất, chăn đất gắm. Nó cũng tương đối là hiền. Thế rồi phải, nhưng mà nó cũng được ăn rất là no rồi. Chứ nếu không nó mà không được ăn no thì cũng coi chừng. Lúc nào nó đang lọc da, đừng có bắt nó. Chăn là chăn đất. Chăn là chăn bắt nó yếu à? Nó lọc da là nó giữ, tại vì lọc da nó tóc da nó đau á, lúc đó hai con mắt nó đục rồi nó mới đường. Đúng rồi, mình hồi cho nó quạo nó cắn mình nè. Răng cắn thì không độc, không có chết. Nó đau. Nó cắn vào chỗ thảo vẫn chết à? Hên xui. Tại anh để cho nó lòng thòng cái thằng kia. Đi quấn cổ chụp hình không quấn đi. Và giới thiệu với mọi người, đây là một gánh đàn ca tài tử ở miền Tây. Họ đang biểu diễn cho du khách chúng tôi được thưởng thức một những ca khúc đặc trưng về vùng miền. Giới thiệu với mọi người, đây là một trái dừa nước rất là đẹp. Dưới kia là những chiếc ghe để chở đoàn chúng tôi đi xuôi dòng tham quan cái thắng cảnh ở miền Tây. Còn cái em đang đội nón áo vàng đang nhấp nhô ở đằng trước ống kính thì không biết tên là gì. Em đừng bước kính nha. Bước vào giữa này đây đi. Đây là những du khách cũng đang ngồi trên chiếc ghe đi ngược chiều với đoàn chúng tôi. Ủa này đi đâu vậy? Thấy chuẩn bị đổ khác lên đó, mình tính để cho đổ.
đúng như trong rừng 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 nhưng mà phải chịu được cái vòng vòng này này. Đây là một cái con kênh rạch, là lúc nước xuống thì cũng cái dòng nó thu lại rất là hẹp, mà cũng chỉ đủ cho ba thuyền tránh nhau, có những chỗ mà hai thuyền tránh nhau thôi, hẹp lắm. Và lúc nước lên thì có thể là ba bốn thuyền tránh nhau được. Quên, xin lỗi, ba bốn chiếc ghe tránh nhau chứ không phải là thuyền. Gọi là thuyền thì dương tình họ cười mình chết. Ở trong một nước mà chẳng hiểu tiếng nhau cùng. Không, chẳng qua là anh nói lộn thôi. Nhiều khi cũng xuồng tam bản hay là ghe tam bản á, là ba bản đấy hả? Dạ, là gọi là xuồng ba lá đó. Xuồng ba lá hả? Ba lá hết. Trên bến dưới ghe rất là tấp nập và chúng tôi chuẩn bị là cái cuộc hành trình ở những cái kênh rạch nhỏ bé có hai bên dừa nước thơ mộng. Và đã đến lúc phải kết thúc và xin chào tất cả các quý vị quý khách quay gặp ở trên những cái chặng đường ở dưới đường thủy rất là nhỏ bé này. Lên bến này sao? Lên bến này để đi qua. Để đi tiếp quãng đường còn lại.